Chào mọi người, thằng Phong đây. Mình muốn review cho mọi người một cái ngập lòng lậu. Thôi ra khỏi ngập ngập là bằng ven mò. Nó là Nai ép lậu, nhưng mà nó phèn lắm. Thế cho nên có thể đây không phải là video giới thiệu quảng cáo hay gì cả ấy, tại vì tôi chả được booking để quảng cáo cái này. Tôi chỉ test cho mấy ông thôi và tôi nhận ra rằng á là cái này nó có mấy thứ nó không ổn lắm đâu. Nên biết sao thường lậu đây, lậu nó sẽ cho chất ngập với chè, cái này là bình thường đúng không? Nhưng có gì đó nó không đúng lắm. Nếu mà mấy ông nạp 10.000, mấy ông sẽ đổi được 10.000 ngọc. 10.000 nó sẽ đổi được cỡ 30 triệu vàng. Có nghĩa là ngọc, có nghĩa là ngọc và vàng trong đây mấy ông phải mua, chứ không phải là miễn phí 120, cái còn lại là tự cày. Nó không như vậy, cái còn lại là tự cày và đồng mua. Trong đây nó mua cả hai à, có nghĩa là không cái nào được miễn phí cả. Đó là một điều khá là bủ là mau á, mà thứ trong đây đều bình thường này. Hay lực chắc là không giảm đâu, hay lực mà giảm nó thì chịu luôn. Chúng ta có xài xong thì nó như vậy thôi hả? Ây vô lậu kiểu này tôi không thích, nó kiểu ít nhiều kinh nghiệm quá rồi. Tôi thấy nay ép gốc nó vẫn ngon hơn thật sự luôn. Cái gì mà mới vô chưa gì hết lên cấp rồi, mấy thằng mà farm mời đai nè, ví dụ như farm cái này đi, giai đoạn đầu nó farm với cái nguyên liệu mời đai thì nó phải như thế nào? Tại lên cấp nhanh quá, nó đánh cái một hai cái là nó lên cấp rồi. Đã heo, tôi sắp cấp 10, tôi cấp 11 rồi. What happened? Wow, sự kiện này có tốt nguyên liệu là 150. Cái chỗ này nó rất là ít người, có vẻ như là mọi người cũng giống tôi á. Nếu mà nó không miễn phí 120 và tiềm năng sức mạnh nó ảo như vậy á thì hạ chơi bả gốc còn ngon hơn. Vãi, chết khi bị kẹt map vậy kìa. Trong đây nó có đựng cá đờm, mấy thứ nó có nó chữ lên này để hướng dẫn các kiểu. Trong đây nó có thay đổi hay không? Đồ cũng bình thường thôi. Cái vàng 10.000 này nó hơi bị hiếm năng. Ngọc 10.000 thì xịn rồi, nhưng mà vàng thì vàng 100.000 là có hiếm năng. Người trắng có nạp đỉnh nhất. Trong đây nó bán tất cả hũ cưỡi. Từng lọc là farm ngon nhất. Sau từng lọc là tới con voi. Thật ra nếu mà bạn là một thằng newbie, bạn sẽ voi ngon hơn, tại vì nó sẽ giúp bạn tăng cơ các kiểu, nó treo không chết ấy. Nhưng mà nếu mà bạn mạnh rồi thì bạn xài từng lọc nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều, tăng sức mạnh tột. Cái này là gì? Gớt cái găng tay dày và cái trang bị cần thiết. Trong bản gốc mình chưa bao giờ xài thử, bản này mình test thử luôn coi có gì hot không. 99 con là đây, xài nó mới ra 99. Găng da đồ vàng á. Ở đấy đồ kháng nó cũng lõ thiệt á, quải nó thậm chí còn cả đồ trắng á. Chỉ có chơi lậu mới tôi mới dám làm như thế này thôi, chứ chơi bản gốc mà tôi làm gì là tôi bị độc độc tử chết đấy. Tại vì gương này á là đi cái ngã tư ga, không cần nhất thiết phải mua. Hết cú rồi, toàn đồ gì không mà phát. Cái này được này, mấy cái món hồi máu hồi mana về sao xài, nhưng mà còn lại thì nó phèn quá. Hết cú rồi, mở cho có thôi, mở để hiểu cảm giác thôi. Tôi vẫn khuyên mấy ông là không nên chơi cái này, để test xem sự kiện nó như nào. Tôi có lên mạng đúng không, tôi đọc sự kiện Tết nấu cần nguyên liệu, phí nấu bánh là 6 ngọc. Đây là sự kiện Giáng sinh chứ còn gì nữa. Ok, đánh vái 5 cấp sẽ gấp nguyên liệu, thời gian nấu 2 tiếng. Nó là sự kiện Giáng sinh, holy shit. Tốc độ có tăng tốc nấu, cái này chả quan tâm này. Nấu xong thì sẽ tính công thức, số bánh nhận được mỗi ngày là 60. Sao nó giống sự kiện Giáng sinh vậy? Góp nhiều nguyên liệu sẽ được x2 bánh.
gạo các kiểu sẽ được hai loại bánh là bánh chưng bánh dày, mở ra được HP mà B hút tẩy, giảm ngàn điểm BK kẹo bạc hà, quế mở đi đồng hô e, ngựa nâu ngựa trắng lập la các kiểu voi và một đống. Quay nó có cả mề đai boss à, từ từ không 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 nó có mề đai gắn. Quay khoan đã, mề đai boss à, đuôi bò cạp là boss đúng không, tôi nhớ đuôi bò cạp với đuôi gắn là mề đai boss à. Quay nếu mà như vậy thì mạnh nha, tôi vừa mới cúp lời là nói của mình, nếu mà nó cho nguyên liệu mề đai thì khỏi cần phải sang boss. Đào phó qua trong thời gian thực hiện các bạn đi săn boss rồi xong luôn chứ được giấy và hút nổ, được sắc vụn hỏi titan kim loại lông cỏ ba màu bốn màu các kiểu của đà điểu qua một đống nguyên liệu mà đai săn boss. Boss này nó kiểu boss giáng sinh đó, là mấy cái nó sẽ chia ra khu là 8x trở xuống, 9 tới 10x và 11x trở lên, được cái ký tự Happy New Year các kiểu thôi, nó y chang sự kiện giáng sinh vậy đó. Nó kiểu sự kiện Giáng sinh nhưng mà nó là một bản nâng cấp tại vì nó cho cái nguyên liệu xịn coi trong đây like này. Tôi gấp lại là nói một lần like được 12 ngày ngọc và 100 ca vàng, 100 ca vàng thì quốc đi, 100 ca vàng cái xịu à, nhưng mà 12 ngày ngọc là một ngày không thể nào mà bạn đốt hết 12 ngày ngọc. Quay cái này hơi bị mặt nha, tôi tưởng là phải mua cơ, có vẻ như anh em mình chỉ mua vàng giống như ngọc đầu lậu thôi chứ ngọc chả cần phải mua cơ, sub coin rồi xong đến giờ bay to win rồi một cái mời đai của nó kìa. Mời đai này điểm danh 10 ngày là được, một lần đai là 10 ngày ngọc đúng không, 10 ngày là được, hoặc là cái mình không biết là sự kiện các kiểu đi ngã tư Tử Hằng được nó có không, nhưng mà cái cấp mình nó cao quá rồi, đây là bản lậu cấp cao chỉ số theo không kịp thì đi ngã tư đi sao nổi. Nếu được chắc là mình sẽ có một cái video để mà test thử cho mọi người để coi nó như nào. Giá cả này 10.000 là 10.000 ngọc, vải chưởng cái này 100.000, có nghĩa là một ngày bạn được free 10.000 từ cái điểm danh sói. Cái này vĩnh viễn hết ta, tôi bị lùa nhiều rồi tôi biết, mấy cái ghi như vậy ấy, có khi nó không gì cái đéo vậy, găng tay vô cực 1.000 tất cả chỉ số và tăng một kỹ năng tấn công. What the hell, nhưng mà ít ra mấy cái này bạn toàn có thể farm được tại vì một ngày điểm danh là được nữa luôn, nhưng mà một ngày đai một lần tới coi sang ngọc này, 1.000 coi bằng 2.000 ngọc, giờ nó đang x2, hiện tại đang x2 sao đấy, 1.000 coi bằng 6 màu vàng đúng rồi, vàng với ngọc đang x2 nhận tăng hũ này. Ô được được kim ngọc và vàng, 1.000.000 vàng và 50k ngọc, vậy là bạn chỉ cần điểm danh 4 ngày là được, nhận tăng hũ xong điểm danh 4 ngày, điểm danh không nhận được thêm 500 ngọc nữa, vãi mỗi ngày được thêm 500 ngọc nữa, thế lên VIP thì sẽ được gì, tôi không quan tâm lắm, để coi có code không, đây gift code server này, gift code có tầng hũ nhận thêm 50.000 ngọc nữa, code nhập đâu ta, trước giờ tôi chơi ngọc tôi chơi hiệp sĩ gốc tôi chưa bao giờ nhập code, mới vô hành trang này có game mà lại để cập nhật đùa, cái này là kiểu hành trang mình luôn luôn mát rồi bởi vì đây là lậu mà, nhưng mà tôi không biết nhập gift code thế nào cơ, trước giờ chơi có nhập code bao giờ đâu, code nó sẽ cho bao nhiêu đây, 50.000, 5.000 cho mỗi code à không, 20.000, 70.000 ngọc, 90.000 ngọc, code cho bạn 90.000 ngọc nhưng mà nhập ở đâu thì tôi không biết, code này thì mấy ông lên trên chủ mấy ông xem có code bảo trì nữa nhưng mà tôi chả biết nhập đâu cả,
và cứ test các kiểu cho mọi người đi ha. Thì đây là lậu nên nó không có nhiệm vụ gì hết nhà cục chuối ấy, để tới cái chỗ shop để xem. À đây không bán rồi, trên trên cấp 50 đùa, mà trong đây trên cấp 50 cũng nhanh mà, để mình treo tí chắc là lên được, chém lên nhiều hết lỡ rồi. À không, tại chỉ số mình nó hợp á, bắt đầu lên nhanh này nè, chiếm được lửa mình sẽ cầm cái này một, cầm cái này một một mình chơi thì cái cách chơi mình mọi người biết rồi á, mình nâng mát nội tại trước rồi mới nâng chiêu sau. Cái cách này mình giữ từ bên Maple Story qua vàng, bên đây là 500 vàng một cục, một cục nó rớt là 500, hai cục là 1k, 20 cục là 10k quay. Trong đây hơi bị nhiều vàng á, mong là đọc đồ nó sẽ ngon tím. Ok, mong là đọc đồ trong đây nó tốt ít, không có mọc gì hết á, thôi đập luôn cho, đập luôn cho nó máu. Quầy máu mình tụ kinh vậy, trong này nó không có auto à, mình chưa chỉnh đấy, tao tụ bom cái kiểu vào đập luôn đi cho nó chiến, để xem có một lần đập bao nhiêu. Đang đập bên kia là 3k vàng, bên đây chắc là đắt hơn hả, vàng dễ kiếm mà. Chúng ta có sát hương đập không, sát hương đập thì cúc lấy tạm cái này đi, nó hơi bị bài vẫn là 3.000 vàng, nhưng mà ai đã đọc bằng vàng, đọc bằng ngọc cho nó rẻ chứ. Vàng bây giờ đang hiếu sắt vụn, sắt vụn thì dễ à, không hình như là có một cái là farm mấy cái kia mua được. Quầy trong đây mua được sắt à, sắt vụn mua được ghẻ phết, hỏi titan kim loại vũ trụ mua được lá luôn hả. Khoan đã, một cái cỏ bóng lá là 50.000, có gì đó đéo ổn ở đây rồi, có gì đó không ổn rồi. Nguyên liệu một cái trong triệu, nguyên liệu boss có luôn. Giờ trong đây buôn bán đi săn các kiểu là tự cày, chứ bán cho người ta chắc là bán giá rẻ hơn giá trong shop. Ở khu mình có qua khu 2 được không, mình nghĩ là rồi xong luôn. Cỏ là phải mua, nó không màu hồng như thế, nó có mắc quá không. Nó có mắc có không anh em? Khu 2 bên góc là 5 ngọc, được cỡ 200 lá. Mình đó là cái lúc đó mình cùi 5 ngọc 200 lá. Còn bên đây thì sao? 10 ngàn, mình sẽ tính là 10 ngàn đi. Ở đây là 50 ngọc đúng không? 10 ngàn thì chúng ta sẽ có phép tính cơ bản. Còn 10 ngàn là được 20 ngàn ngọc. Chia cho 50 đào 400 ngàn đồng, 400 ngàn đồng nó có quá ít không. Nếu mà mình xài đá ba màu thì có 100 ngàn đồng, trong khi đó bên server gốc thì nó đọc rẻ hơn, nhưng mà trong đây nguyên liệu thì nó nguyên liệu hơi mắc nhờ. Quạch cái nguyên liệu này hơi mắc, mà nếu có cách kiếm vàng dễ hơn thì ok, chứ bạn phải ghép nguyên liệu lên cấp 3, nguyên liệu lên cấp 3 là càng 75 nguyên liệu cấp 1. Nó là một quá trình đấy, chưa tính tới việc đọc thêm đọc hộp nữa. Ồ, chắc hôm nay tôi review cái ngập đồng lậu tính ít, không phải ngập đồng lậu, review cái này ít lậu tới đây thôi, mọi người cho cảm nhận nhé. Bản đậu nó fit mấy cái của bản chính rồi, tuy là người chơi đang được thông báo chỉ có 136 người, rất là ít. Tuy nhiên mấy cái mà bán đồ trắng bán đồ xanh đó, nó đã chạy được rồi, nó được fit. Cái này trong bản gốc thì mọi người phải đi tới ông phó gì đó để cho ông tới đó mới bán được, còn trong đây thì khác. Nhưng mà tôi vẫn hơi bị quan ngại cái vụ đọc đồ mỗi ngày, nếu mà mình được 10.000 ngọc, ôi da 10.000 ngọc thì cỡ 40 lần đúng không, 10.000 đúng không, đúng rồi, mỗi ngày được cỡ 10.000 ngọc. Để đây cái máy tính rồi, cái vô cái shop 10.000 chia cho 50, cái này là chưa tính đá ba màu nha, được 200 lần đọc. Còn nếu tính đá ba màu sao, đá ba màu thì nó xịn hơn 50 lần đọc, tính ra đọc đồ lên cộng 16 cũng dễ nhỉ.
À, nhập zip code này. Để tôi nhập hết zip code cho mày nè. À, tôi show cho mấy ông đi. Đầu tiên là tăng hữu, tiếp theo là bảo trì, tiếp theo là quyền hồi. Danh hiệu Corona được quay, được đá này. Được 10 đá. 10 đá trong bản gốc là nó hơi bị mệt đấy, nhưng mà trong đây nó cho free. Ok, danh hiệu này có gì hot? Gì hỏi hả? Không có tăng chỉ số gì hết rồi. Hơi phèn nha. Ít ra cũng phải cho tăng kinh nghiệm, tăng các kiểu. Nói chung là tăng chỉ số tào lao cũng được, nhưng mà phải có tăng. Bảo trì. Bét cũng ngầu á, nhưng mà cưỡi là hết rồi. Tôi cần phải có nguồn cung. Mấy con này, tôi chơi game nào cũng vậy hết đó, phải có nguồn cung tôi mới dám xài. Khoan, bây giờ thấy cái gì đó. Bất tử à, không bị phẫu. Bao lâu trong đao mà 15 giáp. Tiếp theo là bảo trì. Ô đông, quyền hội. Ok, xe út cái gì Vĩnh Viễn á, xe trực tiếp Vĩnh Viễn không mắc hay là khi đánh Vĩnh Viễn. Let's go. Tiếp theo là đền bù và Zalo 100. Túi này là túi sự kiện, phải, nó cho thêm đá thế này. Đúng rồi, túi này túi sự kiện, cái này sự kiện Noel này. Chưa có chức năng này. Chắc là nó địch buồn cái sự kiện Noel á. Xong rồi mình nhận, nhưng mà mình không xài được tại vì đã qua sự kiện Noel rồi. Giờ là 100. Gì hỏi hả? Sách 10x. Sách trong này nó cũng hơi mắc nữa. Trong đây được full sách. Quầy hơn quá, nó còn còn hành trang năm mới và 2024 năm môi được áo dài quát y áo dài thôi tăng sắc hương nó có tăng sắc hương là được, mình có bao ô hành trang rồi. Uầy, áo dài tại sao áo dài nữ chỉ số lại to hơn áo dài nam? Sát thương 15%. Cái này sát thương 55%. Game này muốn biến mọi người thành gay à. Tiếp theo là 2024. Quải. Cái kéo gì đây? Xe máy. Mô tô mang tốc độ 99. Và cầm đèn cái chép vĩnh viễn. Rớt nguyên liệu thịt khi đánh quái, quan trọng là Vĩnh Viễn thôi, 3% hụ đó. Hết event hay sao không xài được. Thế đây là cá chép nhà bị này, cá chép hay là cái cá chép này mới đúng. The heo dùng này cá chép 30 ngày đó, 30 ngày xài được. Ủa tôi đang bị gì thế này? Đó là tất cả các code đấy. Mọi người thấy cái này như thế nào? Ủa phải, tôi vừa mới thấy cái gì đó. Chuyển sinh. Cấp 140 còn chuyển sinh nữa à? Đó là tăng thêm chỉ số á. Quái. Quầy đánh đành vô hàng ngày được hoàng ngọc quờ nguyên liệu mà đai này. Được cả nguyên liệu boss hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này nó hay á. Lúc đầu tưởng nó dở lắm. Tại vì nó hơi pay to win. Nhưng mà về sau tôi thấy rằng hoàng ngọc nó cho rất là nhiều. Kiểu nó lộn nhưng mà nó không hả cho mấy ông, nó sẽ bắt mấy ông phải cày chứ nó không có hả. Bên ngọc rồng thì nó sẽ hả cái dụ ngọc, còn đây là cày hỏi vàng, còn trong đây thì nó cho mấy ông cả hai luôn, nhưng mà mấy ông muốn nhiều thì mấy ông phải cày, kiểu như là cho để mà không đói thôi, còn muốn no thì phải tự cày, nó kiểu vậy. Nhiệm vụ của mình là số sáng đúng không, mình sẽ test thử luôn. Ta thử xem coi như nào. Mình đang là nhiệm vụ trung bình nha. Chứ nãy giờ chắc là xong rồi đó. Test luôn. Mình không phải là một hàng reviewer hay là quảng cáo. Mình chỉ tự nhiên đang tìm đến NAS đấy. Tìm đến NAS để chơi. Thì cái hàng này nó đang xuất hiện ở quảng cáo. Thế là vô test thử. Nó không có dấu chấm than. Vậy à. Bạn điểm danh hai chỗ nha, thằng Yulu này điểm danh được thêm 2.000 ngọc nữa, là một ngày được 12.000 ngọc. Nhiều hàng ngày nè.
trả nhiệm vụ 200 ca vàng, 54 ngọc. Phong cái da gắn này phải trong đây phong quái cái nguyên liệu boss à, có cái nguyên liệu boss không the hell, không ổn rồi, số đá còn lại giấu ở đâu, thấy thú vị vậy đúng không, nhưng mà nguy hiểm có điểm hiệp sĩ, nó là cái điểm trên cần à, hay là điểm hiệp sĩ là điểm khác nữa, điểm trên cần. Để xem coi nhiệm vụ siêu khó là gì. Nghe cái đợt